thưa quý vị khán giả, hôm nay hai anh em chúng em vàng khè, vàng chặt, vàng rực rỡ để đến với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Hy vọng rằng anh em mình sẽ mang một cái gì đó nó sáng sủa, sáng trưng, sáng ngời, sáng một cách chói lóa cho những người tham gia. Người ta cảm thấy rằng thật là nhiều cái sự hưng phấn, nhiều cái nguồn năng lượng để tìm cho mình một mảnh ghép. Thưa quý vị, và chương trình do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị nhớ bật TV lên thì đầu tiên là để gặp hai MC vàng khè tươi tắn của chúng tôi nhé. Không biết là hôm nay các gọi là các tuần sau có thể gặp nhau hay không. Chúng ta chờ xem nhé. Bữa nay cho anh qua bên phía đàn trai đi. Dạ, ok. Để ngó mặt con trai, còn em qua phía các cô gái nha. Rồi, chịu luôn. Mời em đi. Wow, bữa nay bên đây không những đẹp trai không mà còn ngầu ngầu, cá tính luôn nghe. Bên đó không biết sao Phương. Anh ơi, hôm nay sẽ rất là thú vị nha. Bên này là những cô gái rất là xinh xắn và có một điều đặc biệt nữa, lát xíu biết. Vậy thì bây giờ hai em trai quay lại cho người ta gặp gỡ mình nè. Gì mà la làng la sớm gì không biết nè. Trời ơi, chói mắt quá. Nó nghe nè, hai chàng trai này là có thể là dành cho bên kia chứ không phải cho mình. Kềm chế bớt. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp ba cô gái của chúng ta nhé. Xin mời. Dễ thương quá. Anh thấy cái gì đẹp, điều gì đặc biệt không? Cái gì em? Có một cô bé. À, đúng rồi. Không phải là người Việt Nam. Không phải Việt Nam. Dạ. Sẽ có những cái điều thú vị bất ngờ dành cho ngày hôm nay nha. Và thưa quý vị, và chúng ta sẽ đến với cái giai đoạn đầu tiên. Đó là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng để cho các bạn làm quen, tìm hiểu lẫn nhau. Để có thể là hiểu coi cái đối phương bên kia có phù hợp với mình hay không. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai đoạn Tìm hiểu. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần tìm hiểu. Nhưng mà đầu tiên hãy để cho tất cả các bạn ấy tự giới thiệu về bản thân mình đã nhé. Xin mời em trai đầu tiên nè, số 1. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bùi Quang Phi, hiện là ca sĩ tự do. Mình là một người khá là vui vẻ, hòa đồng, dễ tính. Và là một người luôn luôn cười, trừ những lúc không cười. Và là một người cái gì cũng được nhưng mà không phải sao cũng được. Sao nữa em, khó tính hay là dễ chịu? Hay là vừa khó tính vừa dễ chịu? Nãy giờ thấy những cái điều mà em đưa ra nó cũng rất là bao đồng đó. Em thích mẫu bạn gái ra làm sao? Anh thích mẫu bạn gái dễ thương, xinh xắn. Mấy mối tình rồi em? Giờ em trải qua cũng vài mối tình. Nhưng mà cái mối tình mà gọi là ghi đậm và có dấu ấn thì là một mối tình ạ. Và mối tình đó là mối tình từ thời sinh viên. Thì tụi em quen nhau cũng được hơn một năm. Thì rồi sau đó cảm thấy không được, em không có quan tâm được người mình yêu quá nhiều. Thì bắt đầu cảm thấy là không hợp nhau và rồi chia tay. Đó là từ thời sinh viên. Dạ đúng rồi. Còn giờ làm ca sĩ, công việc bận rộn nhiều hơn. Rồi em nhắm em có đủ thời gian để em quan tâm người yêu mình không? Giờ em nghĩ là em có thể sắp xếp được. Thu xếp được phải không? Dạ. Ok em, chàng trai đầu tiên nhắm em bận cái bộ đồ màu xanh. Mà xanh này xanh da trời hay xanh ngọc em? À, đây là xanh da trời. Xanh da trời, mà xanh da trời cũng nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Chứ không có phải gì quá đáng. Mà quan trọng là cái màu tóc của ảnh á. Màu tóc nó sáng, mà tóc bạch kim. Đẹp trai lắm. Cảm ơn em.
Đây, miêu tả nhẹ cho các em nghe về chàng trai số 2 nha. Dạm dở nha, trắng trẻo nha. Anh ơi, râu quai nón. Nhìn rất là manly, nam tính mạnh mẽ. Đây, mời em giới thiệu về mình. Xin chào hai MC, chào tất cả các bạn khán giả. Ba em ơi, anh chào ba em nhá. Anh là chàng trai số 2. Nhưng mà anh sống được hơn 30 mùa lá bay rồi nhưng mà chưa được cầm tay ai bao giờ á. Cái gì? Hôm nay là anh muốn đến đây tìm một mảnh ghép siêu to khổng lồ các em nhá. Sao quá cả. Sao Phương? Hơn 30 mùa lá bay rồi chưa cầm tay một ai. Tuy nói là hơn 30 mùa lá bay nhưng mà nếu như không nói ra mình nhìn tưởng chừng 25, 26 thôi em nha. Trẻ trung, đẹp trai, phong độ. Rồi, bây giờ một cái anh này còn nhiều cái điều để chúng ta khai thác lắm. Nhưng mà bây giờ anh chưa muốn hỏi liền đâu, một lát để dành câu hỏi đó cho các em. Bây giờ thì ba cô gái hãy giới thiệu về mình nào. Mời em số 1. Dạ, em chào mọi người. Em tên là Xenia và em cũng có một tên tiếng Việt là Linh, Hồ Khánh Linh. Em là người Nga. Nhưng em sống ở Việt Nam. Cảm giác khi mà nói giọng đó mình cảm thấy thú vị. Giọng không có sõi, một người nước ngoài nghe cũng rất là dễ thương. Tên là Linh, tên Việt là Linh. Em dạ. Sống ở Việt Nam bao nhiêu lâu rồi? Dạ em sống ở đây được 20 năm rồi ạ. 20 năm rồi. Dạ. Ba mẹ ở bên đây luôn hả em? Dạ không, em ở đây một mình ạ. Với một con chó và một con mèo. Còn ba mẹ đâu? Dạ, ba mẹ của em về nước, về Ukraine. Ukraine. Dạ. Có nghĩa là ngày lúc trước á, là bạn qua Việt Nam với ba mẹ, xong sau đó thì ba mẹ về nước thì bạn vẫn tiếp tục ở lại đúng không? Chính xác. Mà thấy thương quá, ở đây với một con chó và một con mèo. Cái điều gì đặc biệt ở đàn ông Việt Nam mà bạn thích nè? Thích ăn ốc. Thích ăn ốc. Dạ. Khoan. Phương hỏi là bạn thích điều gì ở những người đàn ông Việt Nam? Người đàn ông Việt Nam hả? Em thấy người đàn ông Việt Nam rất biết lo cho phụ nữ và rất có nhiều người rất lăng mắn và cũng lãng mạn. Dạ. Và nói chung là em không biết nói sao nhưng trước nay em cũng được quen ba người Việt Nam á. Và em thấy chàng trai Việt Nam số 1. Trời ơi. Dạ. Cũng có nhiều cô gái nói rằng là đàn ông phương Tây á, thì tất cả mọi cái đều vượt trội hơn đàn ông Việt Nam. Không phải chỉ về ngoại hình mà về tính cách, về cách cư xử với phụ nữ. Thì nhiều cô gái cho rằng đàn ông phương Tây tuyệt vời hơn. Cho nên là anh muốn biết ý kiến của em là một người nước ngoài khi sinh sống tại Việt Nam, suy nghĩ về đàn ông Việt Nam như thế nào. Thì theo em, đàn ông Việt Nam là... Số 1. Trời ơi, dễ thương. Bạn có thể chia sẻ thêm về bản thân mình được không? Tính tình mình như thế nào? Dạ, em đến bây giờ công việc của em cũng ổn định rồi. Thì em muốn gặp một người có thể em được hiểu nhau. Thì có thể mình lập gia đình hay cái gì đó. Là tìm hiểu. Em thấy mình là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, nổi loạn, hay là một cô gái hiền lành, dịu dàng? Em đúng là em mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ trong công việc. Trong tình yêu? Trong tình yêu thì yếu quá. Yếu quá luôn hả? Em thích được một người bạn trai lúc nào cũng chiều chuộng em, chăm sóc cho em không? Dạ không, tùy bạn trai thôi ạ. Ý là được chăm sóc cho em thì ok thì được. Còn nếu anh này có công việc rồi bằng công việc hay cái gì đó thì em sẽ bên anh này và cố gắng ủng hộ bạn này và dễ làm tất cả chờ lợi cho anh này. Trời ơi, dễ thương. Em rất là đáng yêu, cảm ơn em. Dạ em cảm ơn hai MC. Vâng. Xin mời bạn nữ số 2. Em tên là Lâm Kim Loan. Hiện tại em đang là diễn viên ca sĩ tự do và kinh doanh nè. Diễn viên ca sĩ tự do và kinh doanh nữa, em đa năng đa tài quá ha. Có hai cái quan điểm của những người làm nghệ sĩ á, là một là nói là tôi chỉ yêu người trong nghề thôi.
làm nghệ thuật, tại vì thông cảm, thấu hiểu, nhạy cảm, hiểu tính chất công việc. Còn có những người nói là tôi sẽ không bao giờ yêu người trong nghề, tại tôi quá bay bổng lãng mạn rồi, tôi chỉ thích người ngoài nghề làm cái khác thôi. Em thuộc về bên nào? Đối với em á, thì chỉ cần yêu thì dù có trong nghề hay là ngoài nghề thì em vẫn có thể chấp nhận được. Và đặc biệt là bạn trai của em phải thấu hiểu công việc của em. Khó nha, chứ không phải đơn giản đâu. Tiếp theo chúng ta mời bạn gái số 3 nè. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là một chuyên viên phát triển kinh doanh của hệ thống phòng khám quốc tế đến từ Xin. Ngoài ra thì em còn kinh doanh thêm mảng spa chăm sóc sắc đẹp. Mỗi ngày là em dành ít nhất là 1 tiếng để em tập swim. Và cuối tuần là em hay đi bơi ạ. Em ơi, em làm về là chăm sóc sức khỏe nè, rồi làm về lĩnh vực thẩm mỹ nữa. Vậy thì tiêu chuẩn về ngoại hình của người đàn ông có quan trọng lắm đối với em hay không? Đối với bản thân em á, thì tiêu chuẩn về ngoại hình không nói lên được điều gì hết. Mẫu bạn trai lý tưởng của em á, thì thường là em có ước nguyện là bạn trai của em là người là phải thông minh nè, có ý chí cầu tiến, có lòng vị tha, biết quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và có công việc riêng. Em ngoài cái công việc của em như vậy á, thì em thấy là tính cách của mình là một người như thế nào? Đối với bản thân em thì em cảm thấy em là người hoạt bát, năng động và dễ thích nghi với mọi môi trường. Sở thích của em thì em cũng có sở thích như bao cô gái khác là được đi du lịch. Và có một sở thích rất là đặc biệt, đó chính là kiếm tiền. Trời ơi, chị thích cái sở thích này của em lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dành cho nhau những câu hỏi để tìm hiểu nhiều về nhau hơn nha. Hai em có gì muốn hỏi ba cô gái bên đây không nè? Xin chào ba em. Anh muốn đặt câu hỏi với bạn Senia. Dạ, em nghe ạ. Em có nói là đàn ông Việt là số 1, thì theo em những cái tiêu chuẩn nào mà em nói đàn ông Việt là số 1? Rồi, thật ra thì em chưa quen người đàn ông nước ngoài. Nhưng tại vì em sống ở đây thì em rất thích người ở đây và em thấy quen và thoải mái hơn với người đàn ông Việt Nam. Và đặc biệt thì em gặp người miền Bắc. Em nghe, ví dụ em nghe anh này nói: trời ơi, ấm quá. Rồi trái tim của mình thì rung đó. Thì hết sức thì không, nếu nói thật thì chính xác là ở đâu cũng có người sao, cũng có người tốt. Nhưng người đàn ông nước ngoài á, thì sẽ lố về công việc nhiều hơn, bạn bè nhiều hơn. Nhưng em chưa thấy người đàn ông nào là làm người ba tốt giống như có nhiều người đàn ông ở đây á. Ví dụ ở nước của em á, em thấy là có nhiều người đàn ông người ta quen chăm sóc phụ nữ như thế nào. Còn ở đây thì người đàn ông biết cách lôi cho phụ nữ và biết làm như thế nào cho làm trái tim của phụ nữ đi rung đó, giống như em á. Nghe kịp không em? Đã, hiểu không? Được anh ơi. Hợp lý ạ. Cảm ơn em đã có cái nhìn rất là chính xác về người đàn ông Việt. Dạ em cảm ơn anh. Dễ thương quá à. Em là chàng trai số 1. Xin được phép hỏi bạn gái số 2 ạ. Bạn có ghi là có những quy tắc riêng trong tình yêu, thì bạn có ngại khi chia sẻ một chút về cái quy tắc của bạn không ạ? Cái quy tắc của em cũng rất là đơn giản thôi anh. Thật sự thì khi mà mình yêu á, và đặc biệt là khi mà mình trong nghề này á, thì chắc chắn cái quy tắc đầu tiên của mình là thấu hiểu, giống nãy em nói. Cái thứ hai nữa đó là mình phải thông cảm cho nhau. Vì nhiều lúc trong công việc á, thấu hiểu thôi cũng chưa đủ đâu. Mình phải hạ cái tôi của mình xuống để mình thông cảm cho đối phương. Anh hiểu. Và cái thứ ba nữa là em muốn là sự trung thực ạ. Nếu mà xong trong cái tình yêu mình mà không trung thực á, thật sự là nếu mà mình có kéo dài đến đâu thì nó cũng sẽ đổ vỡ à. Anh cảm ơn em. Thì cái điểm trung thực thì chắc chắn anh có 100% rồi. Ai chà, anh ơi. Sao nhưng em? Thật ra khi đàn ông nói là anh trung thực 100% nghe để đó thôi. Không tin lắm hả? Em phải tin là... anh đi. Cảm ơn em. Mình còn câu hỏi nào nữa nào? Bạn gái số 3. Anh có nghe em nói là em có làm về spa rồi là thẩm mỹ. Rồi ở trong cái profile của em là em đang học thạc sĩ. Thì anh hỏi là cái quỹ thời gian của em nó có bị hạn hẹp quá không?
Thì em cũng vừa kết thúc khóa thạc sĩ tài chính của em và em chuẩn bị nhận bằng. Nên đó cũng là lý do tại vì sao mà ngày hôm nay em có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Đấy, tốt quá rồi. Là rảnh rồi, không bận lắm đâu. Nhưng mà em ơi, cho anh hỏi thiệt, với một cô gái còn trẻ như em, nhưng mà đường học vấn lẫn đường sự nghiệp của em đang rất là thành công, thênh thang rộng mở. Bây giờ em có muốn là bạn trai của mình phải là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ luôn không? Có nghĩa là em có nhìn từ em trở lên hay không? Đối với em thì em không quan trọng vấn đề đó. Đối với em thì em chỉ cần bạn trai em là có ý chí cầu tiến là đủ. Cái ý chí cầu tiến nhiều khi nó cũng mơ hồ lắm nha em. Nếu bạn ấy có ý chí thật sự đó, nhưng mà vì nhiều yếu tố khách quan, cái công việc bạn ấy không có thuận lợi được như em, thì liệu rằng có một giây phút nào đó em sẽ có cảm giác là xem thường bạn trai mình hay không? Em sẽ không xem thường, nhưng mà em sẽ luôn là người đứng phía sau động viên, khích lệ. Thật ra anh hỏi về những cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn của em á, và em nói những cái điều nó không có gì sai hết trơn á. Tại vì mình rõ ràng ở một cái vị trí như vậy, cái trình độ tri thức như vậy và cái sự nghiệp như vậy, mình có quyền yêu cầu những người đàn ông của mình cũng phải từ đó trở lên. Điều đó không có gì sai cả. Và chúng ta đừng nhân danh tình yêu để nói rằng là thôi không sao cả, miễn yêu nhau được rồi, chàng trai kia làm sao cũng được. Khó lắm em. Bây giờ nếu nói rằng là em có thể chọn một người công nhân bình thường với mức lương 3 triệu, 5 triệu làm chồng, thì cái điều đó anh thấy rằng nó quá lý tưởng đến mức mà trở thành cổ tích. Và sẽ rất khó cái điều đó diễn ra ngoài cuộc sống thật của chúng ta. Cái này chúng ta phải nhìn nhận thực tế như vậy, và anh tin rằng sẽ không ai chê trách em nếu như em có những yêu cầu, những cái tiêu chuẩn nó cao như thế. Dạ, em cảm ơn anh. Nào các em, chúng ta hỏi tiếp các cô ấy nha. Em là chàng trai số 1, muốn hỏi bạn gái số 1 là lúc nãy bạn có nói là bạn ở bên Việt Nam mình là 20 năm. Thì cái mối tình mà 7 năm của bạn cũng là những anh chàng Việt Nam luôn hay là ở đâu ạ? Dạ, đúng là mối tình đó là cũng với người Việt Nam luôn. Và tất cả ba mối tình của em là tất cả với người Việt Nam hết. Dạ. Hết rồi hả anh? Không có tính của em nữa hả? Anh cũng đang tính hỏi như em trời vậy đó. Trời ơi, nhìn thế. Anh cũng đang tính hỏi, ủa vậy thôi hả? Anh ít nói quá hả? Nhưng... Vậy hôm ấy mình hỏi lại đi anh em. Anh không được Linh, mấy hoạt hỏi ngược lại em. Em có gì thắc mắc hai chàng trai này em hỏi ngược lại cho anh. Dạ, em có muốn hỏi anh nhưng về chuyện khác. Em muốn hỏi nếu anh đánh giá công việc của anh, rồi đam mê của anh, bạn bè của anh, gia đình của anh, thì là cái gì là số 1, số 2, số 3, số 4, từ từ hả? Giữa đam mê, công việc, gia đình. Em thì em luôn đặt cái gia đình là trên hết. Dạ. Nhưng mà song hành với đó thì em luôn luôn theo đuổi cái đam mê của mình. Còn bạn gái thì số nào? Bạn gái là số nào? Bạn gái số mấy? Bạn gái là duy nhất, số 1. Yeah. Hả không anh ơi? Chính xác. Dạ anh ơi, em muốn hỏi chàng trai số 2 ạ. Em thấy trong profile của anh á, anh có ghi nhiều người nhận xét anh là sát gái. Vậy thì không biết là anh nhận xét anh như thế nào ạ? Anh thì thấy cũng bình thường thôi. Tại có thể là mọi người nhìn cái ngoại hình của anh xong nghĩ như vậy, nhưng mà anh thấy cũng bình thường, không có sát lắm. Không có sát lắm thì là có sát. Vậy chứ nào giờ khi mà em tiếp xúc với các bạn gái đó, mặc dù mình hoặc là em có ý định cưa cẩm người ta, hoặc là nhiều khi không có ý định gì hết trơn, mình chỉ tiếp xúc bình thường thôi, thì các cô gái á, có thích em không? Có ngã rạp với em không? Có đổ gục với em không? Dạ, cũng có. Và ngay cả khi em không cố tình cưa cẩm người ta luôn cũng dạ, vậy. Dạ đúng hả? Rồi, vô tình thôi. Dạ. Nhưng mà khi người ta như vậy thì em có đáp ứng lại hết không? Dạ không ạ. Bởi vì khi nào mà em có tình cảm với ai thì em mới đáp ứng cái tình cảm đấy, không thì em chỉ coi như là bạn bè bình thường thôi. Vậy những lần trước khi em đã có bạn gái rồi mà xung quanh em vẫn có những cô gái khác vây quanh, em xử lý như thế nào? Dạ em chưa yêu ai bao giờ. Em chưa, 30 mùa lá bay chưa cầm tay em. Trời ơi. Vậy thì anh tự nhận xét cái mức độ chung thủy của anh như thế nào ạ? Cái mức độ chung thủy của anh là tuyệt đối em ạ, 100%. Anh chưa quen ai mà sao anh dám khẳng định là mức độ chung thủy của anh là 100% vậy anh? Không, tại vì anh là một người sống theo có nội quy của anh. Anh đặt ra những nội quy cho riêng anh, những quy tắc và chưa bao giờ anh vượt rào.
Ví dụ như là anh không hút thuốc nè, không uống rượu, bia, nhậu nhẹt, bê tha nè. Vậy thì cái mẫu bạn gái, cái người yêu lý tưởng của anh là như thế nào ạ? Anh quan trọng, nếu mà tìm một người bạn gái, anh sẽ quan trọng ở tính cách đầu tiên. Tính cách sẽ là một người hiểu chuyện, biết trên, biết dưới. Rồi là cái công việc của anh thì cũng có sẽ có nhiều cái để mà bị nghi ngờ. Thì anh muốn kiếm một người bạn gái thông cảm và hiểu cho mình nhiều. Số 2, có gì hỏi không em? Dạ, em muốn hỏi anh số 1. Anh nghe đây. Anh em thấy trong profile của anh á, anh có ghi là anh theo đuổi được một cô gái là tối đa 3 tháng thôi. Mà công việc của mình á thì đã không có thời gian rồi. Mà tại sao anh lại theo đuổi mối tình chỉ có 3 tháng duy nhất là mình bỏ cuộc là sao anh? Tại không có thời gian. Không, là cái nói cái 3 tháng á thì thực chất ra là khi mà mình tìm hiểu một người con gái nào đó thì mình tự cảm nhận được là người con gái đó nó có đáp hồi hay không. Thì ví dụ như mà mình cảm thấy người con gái đó cảm giác như là không có để ý tới mình, không có đáp hồi tình cảm với mình, thì anh nghĩ là nếu có kéo dài thêm đi chăng nữa, khoảng thời gian bao lâu đi chăng nữa, thì kết quả nó cũng không mấy khả quan. Nên là anh nghĩ là mình kết thúc càng sớm càng tốt. Nhưng mà tại sao không phải là 2 tháng, không phải là mấy tuần mà bạn lại đặt ra cái cột mốc 3 tháng? Có cái chuyện gì đặc biệt đã xảy ra trong quá khứ để bạn có đặt cái cột mốc như vậy hay không? Cái đó cũng chỉ là vô tình, thì em cứ nghĩ là cứ những mà em theo đuổi, em tìm hiểu một bạn gái nào đó, tự nhiên có một cái mốc đó không à. Nói chung thấy vậy là hợp lý đúng giống không? Giống như đặt ra cột mốc là một quý đó. Quý 3 quý. Tháng. Anh nghĩ rằng cũng hay, cũng hợp lý chứ đúng không? Cho mình những cái cơ hội khác nữa. Tiếp nào các em. Bạn gái số 2. Bạn nói là bạn muốn người yêu đồng điệu. Cái tính cách của mình á, cái tính cách của bạn là có phải là một người trầm lắng, ít nói? Em á, thì đối với người ngoài á, khi mà nhìn vô thì họ sẽ nói em là một người ít nói, trầm tính và đặc biệt là có hơi chảnh. Ví dụ như những cái lúc mà em đi diễn á, rồi gặp những anh chị em đồng nghiệp thì em có hòa đồng không? Dạ, lần đầu thì em cũng sẽ ngồi im, nhưng mà đến lần thứ hai thì mấy anh chị sẽ phán cho em một câu là con này nó khùng quá. Khi quen rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thì anh thấy em im vậy á, nếu mà anh tìm hiểu em đi thì anh sẽ thấy cái độ khùng của em cỡ đâu. Cảm ơn các em, như vậy là chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian chia sẻ và trò chuyện với nhau để hiểu một phần nào đó. Bây giờ thì hai em trai sẽ phải là người đưa ra quyết định. Các em cứ quen vào trong và hội ý với nhau thật kỹ nha. Dạ. Hãy chọn ra một cô gái mà các em cho rằng là sẽ ít phù hợp với mình hơn. Và thưa quý vị, hãy dành cho hai chàng trai của chúng ta ít phút. Quý vị thân mến, những giây phút tìm hiểu đã trôi qua. Ngay bây giờ chúng ta sẽ biết được là hai chàng trai chọn cô gái nào mà họ cho là ít phù hợp với mình nhất. Bây giờ các em sẽ cho mọi người biết sự lựa chọn của mình là ai nha. Để tay vào nút bấm, bắt đầu. Các em thân mến, ở đây có 3 cái ghế, hai cái ghế nào quay vào trong sẽ có một cái ghế ở nguyên vị trí. Thì cái cô gái nào ngồi trên cái ghế mà giữ nguyên đó là cô gái mà hai chàng trai này nghĩ rằng ít phù hợp với mình hơn. Anh thì vốn dĩ anh là một người cởi mở, có tính cách hướng ngoại, nói nhiều. Mà bạn gái số 2 này thì trầm tính, ít nói này, thì cũng là một điểm trừ để mà anh... Em cũng vậy, anh tự cảm thấy tự nhiên bạn này. Khi mà người ta nói là hai bạn, một người là phải năng động và một người phải trầm tĩnh, trong khi đó cái tính cách của em là trầm tĩnh rồi. Thì trầm tĩnh rồi, ít nói rồi, mà cảm giác khi mà hai người mà ít nói thì ít nói với nhau thì đúng rồi. Yeah. Nó sẽ là tẻ nhạt. Yeah. Đúng rồi. Ít có sự tương tác với nhau. Đúng rồi. Yeah. Em nghĩ vậy. Đi, anh em mình quyết định đi ha. Dạ. Yeah. Ok. Đó là cô gái số 2. Chào em, xinh sáng quá. Tiếc quá, em đứng ở giữa. Tiếc quá nhở. Hai em có gì muốn nói với người ta không? Anh em mình làm chung nghề, trước sau gì anh em mình cũng gặp nhau. Nên là cũng sẽ có cái duyên gặp nhau nhiều hơn. Em đừng buồn. Hy vọng là có hẹn, có dịp gặp em ở ngoài đời, ở một cái cơ hội khác. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì xin mời hai bạn sẽ đưa bạn ấy vào trong nhé. À,
thực chất á, thì cái tính chồng của em là chỉ là người lạ thôi. Còn người quen á, thì em luôn luôn hòa đồng và vui vẻ. Chàng trai mà mẫu của em á, thì cũng là vui vẻ, hòa đồng và yêu thương mọi người. Một cô gái xinh xắn đã ra đi, nhưng mà còn hai cô gái kia cũng rất thú vị luôn. Dạ. Nhưng mà lần này thì không tới viên mấy em nói nữa rồi. Nhiều khi mình nói chủ quan quá em. Dạ. Đúng không? Em dễ, em quá đẹp. Ba mươi mùa rồi mà chưa có ai tình yêu. Ngay cả người ta đi chợ cũng không ai trả giá dễ sợ như tụi em. Trung thủy 100%, trung thực 100%. Bây giờ để cho gia đình lên tiếng. Đúng. Người thân của các em sẽ lên tiếng thay các em. Và chúng ta sẽ đến với giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn thuyết phục. Quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị được gặp người thân của hai chàng trai để xem là với những câu chuyện mà người thân kể thì hai chàng trai ấy có thuyết phục được các cô gái không nhé. Xin mời. Chào em. Chào anh. Mời em ngồi. Rồi, bây giờ giới thiệu cho mọi người biết về mình, xem mình là bạn của ai nha. Dạ, em là Tùng ạ. Tùng. Bạn của Hải. Bạn của Hải là chàng trai số 2 đó. Còn em gái? Dạ, em là Thương, là em gái của anh Phi ạ. À, em gái của anh Phi. Em gái Mưa hay em gái gì em? Dạ, là người yêu của em trai của anh Phi. À, em là người yêu của em trai của anh ấy. Ủa à. Mà tại sao Phi không nhờ ai khác mà lại nhờ người yêu của em trai làm sao? Dạ, tại vì nhà có hai anh em trai thôi, không có em gái nên là cũng thân thiết như anh em trong gia đình vậy đó. Nên là cũng thường xuyên nói chuyện nên là anh Phi nhờ. Em có hiểu nhiều về đời sống cá nhân của anh ấy cũng như là những cái câu chuyện hẹn hò trước kia của anh không? Dạ có. À, vậy là được. Vậy thì bây giờ hai em đặt câu hỏi cho hai người thân này đi. Dạ, em là cô gái số 3. Em muốn hỏi người nhà của anh số 2 ạ. Dạ, anh ơi, theo như anh trước giờ là anh quen với anh Hải là bao nhiêu năm rồi anh? Anh là bạn đồng niên, đồng khóa, cùng tuổi, cùng lớp. Ăn với Hải, ngủ với Hải, nên anh rất là hiểu Hải. Vậy trong cái thời gian sinh viên á, hai anh có theo đuổi tán tỉnh cô nào không anh? Theo anh biết thì Hải có gặp gỡ các bạn gái nhưng mà chưa có tán tỉnh cô nào cả. Vậy là anh Hải là thuộc cái tiếp người là khó tính đúng không anh? Không phải khó tính, khó gần, đúng không? Tức là tiếp người là lạnh lùng. Nhưng mà bên trong thì lại rất là biết quan tâm, chia sẻ. Chứ không phải là người khó tính. Vậy là chắc là xung quanh anh Hải là có nhiều người theo đuổi lắm không anh? Thực ra thì cái chuyện này thì anh không rõ lắm nhưng mà anh cứ nói thiệt đi. Ấp úng ngập ngừng làm gì không biết nè. Bây giờ Hải năm có đây nói thoải mái đi em. Giấu cái gì nữa? Cũng có nhưng mà anh nghĩ là không nhiều, cũng có. Ủa, nếu mà nói là không quen ai hết thì làm sao mà anh biết được anh Hải là biết cách quan tâm chăm sóc đối với một người khác giới? Với bạn bè. Chăm sóc tất cả mọi người cùng giới hay khác giới luôn chứ không phải riêng người khác giới. Hải rất thích nấu ăn. Nấu ăn rất giỏi, dọn dẹp rồi là công việc nhà các thứ như là rất là đảm đang. Nhưng mà anh muốn nói thêm tức là cái chuyện tình cảm phải từ hai phía. Đối với Hải thì anh thấy là Hải là một người, một hình mẫu lý tưởng cho rất nhiều cô gái. Thế nhưng mà Hải lại chưa tìm được cái cô gái cũng lý tưởng để dành cho mình. Chính vì thế nên là bây giờ Hải vẫn chưa... Vậy đó giờ Hải cũng có nói rằng là cũng có thích người này người kia chút nhưng mà chẳng qua là chưa có đến được với nhau như là những mối tình nó sâu đậm thôi. Vậy thì những cái đối tượng mà Hải thích á, Hải quan tâm nhiều hơn chút á, thì những cô ấy như thế nào? Thì em nghĩ chắc là như là hai cô gái ngồi trên này là cũng là gu của Hải đó. Khéo quá, trời ơi. Bạn tôi hay quá. Chọn đúng bạn đi này, dắt đúng đi gọi rồi là chọn bạn mà chơi đấy. Nào các em hỏi tiếp nha. Dạ, em là cô gái số 3, em muốn hỏi em gái số 1. Em có thường đến nhà anh trai chơi không em? Dạ, có ạ. Tại thường em đến thì em là nữ thì em sẽ là người lo công việc bếp núc hay là anh trai sẽ là người đảm hết mấy việc đó? Nếu mà về nhà thì sẽ có mẹ anh em nữa thì nếu mà chị nào... quen anh em thì chắc sẽ sướng lắm vì mẹ anh em rất là cưng con dâu. Có nghĩa là sẽ nếu ai không biết nấu nướng thì sẽ hướng dẫn. Còn không thì
mới về ra mắt thì chắc sẽ không phải làm việc gì đâu. Còn vậy anh em thì nấu ăn lại ngon. Khoe là mẹ tâm lý thương con dâu cũng hay, cũng có ý hay. Vậy là em đang lấy từ chính kinh nghiệm của mình ra đúng không? Dạ. Khi mà tới nhà cũng là nhà bạn trai em đó. Dạ. Thì là cô ở nhà là cũng không có khó gì với mình lắm. Dạ. À, và chỉ mình nấu ăn luôn hả? Ừ. Anh ơi, em cảm thấy đây là chiến thuật rất là có đầu tư. Dạ, em muốn hỏi em gái của chàng trai số 1, không biết gia đình của anh này có thể được chấp nhận người nước ngoài hay không? Cái giọng nghe cũng dễ thương nhỉ? Cái giọng được bè nói không rõ. Dạ, em nghĩ là mọi người trong gia đình đều sẽ ủng hộ, vì gia đình anh em rất là tôn trọng ý kiến của con cái. Nên là ba mẹ cũng quan trọng là con cái mình vui vẻ, hạnh phúc là ba mẹ anh đều đồng ý hết. Dạ. Và em muốn hỏi thêm nữa là em thấy rất nhiều điều hài về anh Phí, nhưng chưa biết có cái gì, có điểm nào khuyết yếu không? Chắc không có rồi. Khuyết điểm. Ví dụ các anh em là có hay trễ giờ không? Có hay ngủ nướng không? Có làm biến tập thể dục không? Có rượu chè cà phê thuốc lá này kia không? Có đi thâu đêm suốt sáng? Có mê chơi game không? Nói liền cái không rượu chè, khoe liền. Bất cứ cái điều gì anh em hoàn hảo á. Không có nhậu nhẹt cũng không chơi bời. Ai chà. Em ơi, thiệt á, em là ghi điểm không phải với anh em đâu mà với ba má chồng tương lai của em luôn á. Cái này là người tham gia và người hỗ trợ đi về đều được mục đích. Em ơi, bên kia người ta nói quá em ơi. Người ta đề cao ông anh của người ta quá, bây giờ mình có bộ bên lép dế rồi đó. Em có điều gì muốn chia sẻ với các cô gái bạn của mình hay không? Có. Mời em. Em phải đợi nãy giờ đấy. Bạn gái số 1 anh nhỉ? Lúc bà anh có nói cái chuyện là quen người nước ngoài ấy. Thì anh muốn nói với em là bạn của anh rất nhiều bạn người nước ngoài. Thế nên là nếu như mà em có chọn bạn của anh thì em không phải băn khoăn về cái điều đấy. Về ngoại hình thì bạn của anh cũng trông có cái gì đó cũng rất người nước ngoài, cao to, hay tập gym lắm. Và dâu quay nón, nói chung là về ngoại hình thì em cũng không phải băn khoăn đâu. Vậy thì anh hỏi thật, với những cái chuyện tế nhị luôn đó, những cái chuyện quan hệ nam nữ thì bạn em có thoải mái và phóng khoáng không? Đúng rồi. Bạn phải nói chứ, không có yêu gì nha. Nhưng bởi vì cả hai cùng phóng khoáng, cái suy nghĩ thoáng như nhau, sẵn sàng đưa nhau đến một cái nơi lãng mạn nào đó thì sao? Có không? Vấn đề đó thì thực sự là em không biết. Vấn đề cá nhân, tế nhị đâu biết được. Vậy thì bây giờ anh muốn hỏi Hải ơi. Dạ. Em nghe anh Nghĩa ơi. Cái câu chuyện vừa rồi mà anh mới chia sẻ với bạn của em á, thì bây giờ em có thể nói rõ hơn một tí cho các cô gái ở đây nghe được không? Cái quan điểm của em về cái sự tự do và cái sự phóng khoáng giữa quan hệ nam nữ như thế nào? Về cái sự phóng khoáng mà bạn em nói á, là tức là em là người suy nghĩ rất thoáng, không có quan trọng là người nước ngoài hay là người Việt Nam hay là như thế nào, không có phải là một người khó tính về xét nét từng tí về một cô gái này có phải là đúng cái tiêu chuẩn của mình hay không, mà là tự nhiên là gặp nhau là có cái điện, nó hợp nhau, xong cái là yêu nhau. Còn về cái chuyện nam nữ thì em cũng không phải là người mà phóng khoáng kiểu tình qua đêm hay gì, thì em không phải là người phóng khoáng kiểu đấy. Đó. Dạ. Cảm ơn em đã thẳng thắn chia sẻ về cái điều vừa rồi. Còn anh Phi ơi. Dạ, em nghe anh. Em gái tuyệt vời quá rồi. Có gì bổ sung hay là mình sửa đổi gì không? Xuất sắc quá anh ạ. Em biết sao. Hôm nay em thấy là hai bạn nam là chọn người nhà đi người thuyết phục thành công. Đúng người. Nhưng mà bởi vì cả hai đều thuyết phục thành công, cho nên bây giờ anh thấy cái sự hoang mang ở hai cô gái này đây. Hãy dành cho hai cô gái của chúng ta ít phút để suy nghĩ nha quý vị. Quý vị thân mến, chúng ta đã được biết thêm rất nhiều điều về hai chàng trai ngày hôm nay, và để xem là các bạn ấy đã thuyết phục hai bạn nữ như thế nào nha. Mời các em bắt đầu. Khi cánh cửa này mở ra, chàng trai nào xuất hiện thì đó là chàng trai mà hai cô gái nghĩ rằng ít phù hợp hơn với người còn lại. Nói chuyện đấy là hay. Rồi hay em xin nói là anh này là cũng đẹp trai nữa. Giọng nói rất là thuyết phục đúng không? Đúng rồi. Còn trên chạy số 1 thì em thấy sao? Anh Phi.
em có nghe sơ sơ là anh này phong cách rồi nhuộm tóc rồi các kiểu, nhưng mà em thì lại không thích cái mẫu người như vậy. Nhưng em biết sao không? Chị thấy là anh Phi không có nói nhiều, và theo sư thì chị thấy là các người á, người đàn ông á không có nói nhiều là rất là hay. Em thì em nghiêng về anh Hải nhiều hơn. Thật sự từ đầu thì chị thích chàng trai số 1 nhiều hơn. Nhưng sau các nói chuyện và thấy tìm hiểu đúng không? Đúng rồi, sau tìm hiểu một chút thì chị thấy là có thể cách của chị phù hợp hơn với chàng trai số 2, anh 2. Vậy là mình sẽ thống nhất chọn anh số 2 đi tiếp dòng tiếp theo. Rồi chốt. Anh số 1 thì cũng rất là tốt, nhưng mà chắc là chưa có duyên với mình để tiếp tục đồng hành cùng số sau. Thôi vậy mình sẽ chọn anh số 2 nha. Đúng rồi. Đó là chàng trai số 1. Đây. Mời hai em gái lên đây với anh nào. Cảm ơn hai người thân đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay nha. Mời các em. Rồi, gặp người ta rồi đó. Cảm thấy như thế nào? Rất tiếc vì hai em không chọn anh. Em nghĩ mình đến đây là gặp được nhau là cái duyên rồi. Mình không có cơ hội để đi tiếp vòng trong, nhưng mà em tin chắc rằng là mình sẽ là bạn, và trong tương lai mình sẽ có thêm nhiều mối quan hệ nữa. Nên anh đừng lấy làm tiếc về cái điều này. Dạ. Về add Facebook liền cho anh nha. Cảm ơn Phi, cảm ơn em trai đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ hai em gái đưa anh ấy một đoạn nào. Nãy giờ mình trò chuyện, mình lắng nghe, mình tìm hiểu từ người thân nhiều rồi. Giờ mình đụng vô luôn, mình chạm trực tiếp vô cái người còn lại luôn, để coi coi tim mình nó nhảy cỡ nào ha. Và đó là giai đoạn thứ 3 của chương trình chúng tôi, thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với giai đoạn rung động. Quý vị ơi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ để cho chàng trai và hai cô gái lần lượt chạm vào nhau nhưng không được nhìn thấy, để xem là tim có đập thình thịch hay là không. Này, bây giờ Hải qua đây đứng với anh. Trước tiên là bạn gái số 1 nha. Bạn gái số 1. Em ơi, bây giờ em sẽ muốn chạm vào đâu trên người của bạn ấy? Nắm tay. Nắm tay. Dạ. Ngoài ra còn gì nữa? Muốn rờ thử cái mặt coi cái râu cỡ nào không? Muốn rờ thử râu không? Muốn. Muốn phải không em? Muốn. Rồi. Muốn. Muốn đó anh. Em muốn chạm vào đâu cô ấy? Ừ, em đôi môi ạ. Cái tay rờ vào môi của cổ hả? Dạ. Được không em Linh? Được không? Nếu anh muốn. Ok. Rồi còn gì nữa không? Vào mũi, vào bàn tay. Vậy thì em đồng ý không Linh? Dạ em đồng ý. Rồi, âm nhạc. Bây giờ em sẽ muốn chạm vào đâu của bạn ấy nè, bạn nữ nè, em muốn chạm vào đâu? Dạ, em muốn chạm vào tay ạ. Chạm vào tay. Má hả? Má, rồi. Còn em sao Hải? Cũng như cô gái số 1 ạ. Cũng chạm vào môi và dạ, mũi. Dạ, môi và tay nữa ạ. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ tay nha.
Cảm ơn anh. Sao, nói anh nghe xem cảm giác thế nào? Về bạn gái số 1 thì bàn tay khá là mềm. Cũng cảm giác là một người mũm mĩm, khá mềm. Cô gái số 2 thì đúng là một sport girl, là có tập luyện thể thao. Nhưng mà khi mà chạm lên môi của các cô ấy thì thế nào? Mỗi cô gái đều cho em cái cảm giác khác nhau về cái đôi môi. Nhưng mà cái này em không chia sẻ được. Chia sẻ thì lộ bất lợi là em hãy giữ đang cho mình đi anh nha. Còn bên kia sao Hải Phương ơi? Để em hỏi nha. Đầu tiên, bạn nữ số 1, em cảm thấy như thế nào khi mà em chạm vào bạn nam ở trên đó? Hai tay của anh này á, rất là ấm. Rất là ấm đúng không? Dạ. Ngoài ra em có cảm thấy hồi hộp hay là tim đập mạnh không? Cái này thì chưa biết được. Ok, cảm ơn em. Còn bạn nữ số 3, hồi nãy lên trển em thấy như thế nào khi mà chạm vào bạn nam? Cái cảm giác đầu tiên của em á, là khi mà chạm vào tay, chạm tay á, thì như là nó có một cái gì nó chung chung á, nó giống giống nhau. Có nghĩa là có tìm được điện nhất định đúng không? Dạ. Và khi mà sờ lên lên trên má anh á, thì cảm giác là tò mò muốn mở bịch mắt ra và nhìn trước mặt luôn xem là ai. Cảm ơn em. Anh ơi, ở bên này có trường hợp rất là lạ. Đó sao chính là sau khi chạm vào bạn nam, có một số thứ tuột xuống nhất định. Đầu tiên, bạn nữ số 1, có thể là do hồi hộp thì nhịp tim nó cũng tuột, anh đâu có biết được. Bạn nữ số 1 ban đầu nhịp tim là 91, sau khi chạm vào bạn nam xong còn 73. Bạn nữ số 3 thì nhịp tim ban đầu là 59, và sau khi chạm xong tuột nhẹ còn 56. Vậy là cả hai cô gái bên đó nhịp tim đều tuột xuống phải không? Dạ. Ngược lại hoàn toàn với anh chàng bên đây. Đầu tiên nhịp tim là 64, sau khi chạm vào cô gái số 1 xong thì nâng lên là 72. Và sau khi chạm vào cô gái số 3 xong thì nhịp tim lên là 84. Ái chà. Em nghĩ là do là nhịp tim bên này chắc nó tuột xong nó chạy vô bên đó rồi đó anh. Đúng, chắc vậy quá. Nè, cười cái gì, bây giờ tới phiên em đây nè. Em phải cân nhắc, em lựa chọn một trong hai cô gái đó để gặp gỡ mình ở cái giai đoạn cuối cùng. Còn một cô mà em nghĩ rằng là ít phù hợp với mình hơn thì sẽ phải chia tay với chúng ta. Bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ đi nha. Và anh sẽ dành cho em ít phút trước khi chúng ta quay lại cùng với quý vị khán giả. Quý vị đang mến, những giây phút nhắm mắt để cho con tim lên tiếng đã trôi qua rồi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ biết xem là bạn nam sẽ chọn giữ ai ở lại và để cho ai ra đi. Mời Hải để tay vào nút. Bắt đầu. Và đó là cô gái số 3. Mời Hải. Chào em. Nãy em có nói là em muốn bỏ ngay cái mắt để nhìn xem cái người trước mặt mình là ai phải không? Dạ. Vậy chàng trai ấy đây, em thấy thế nào? Anh đúng với cái suy nghĩ và cũng như là cái cách trao đổi thì em cũng có phần hình dung ra được anh là người thế nào. Dạ. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt đẹp ngày hôm nay. Em thì về công việc, về sự nghiệp, mọi thứ đều rất là ok, là một cô gái lý tưởng để cho mọi chàng trai. Nhưng mà anh nghĩ là cũng vì cái đấy mà có thể là nếu như quen em, anh sẽ phải cố gắng, anh sẽ phải gồng mình, sẽ không được thoải mái như là ở cô gái số 1. Cảm ơn các em đã thành thật chia sẻ về những cái suy nghĩ của mình dành cho đối phương. Tạm biệt em gái số 3 tại đây, chúc em sớm tìm được cho mình một mảnh ghép còn lại nha. Dạ, em cảm ơn. Nào Hải, đưa cô ấy đi. Và thưa quý vị thân mến, bây giờ thì là khoảnh khắc rất là quan trọng, khoảnh khắc của những sự quyết định. Hai người bạn cuối cùng gặp nhau trên sân khấu này để xem là các bạn ấy có chọn nhau hay không quý vị nhé. Bây giờ thì xin quý vị cùng đến với vòng quyết định. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng bước lên sân khấu nào.
Về tưởng tượng của em với cô gái số 1 trước khi gặp thì cũng khá là giống với cái mà em thấy, là một cô gái có ngoại hình mỹ, đáng yêu giống như cái giọng nói của cô gái. Từ đó em thấy anh này á rất thông minh, rồi biết nói chuyện cũng rất vui tính, rồi cuối cùng gặp trời đẹp trai nữa, trời muốn xíu luôn á. Em có câu hỏi gì muốn hỏi anh không? Dạ em muốn biết là anh ghét cái gì nhiều nhất về người bạn gái? Anh ghét sự giả dối. Dạ giống như em đó. Vậy là chúng mình đồng quan điểm á. Trong công việc thì anh là một người rất nghiêm túc, nhưng mà khi mà đi chơi với bạn bè thì anh cởi mở hết mình. Có thể là một người, nếu như mà trong đám bạn những người mà không có nói nhiều, những người trầm tính, thì anh sẽ là một người hoạt náo để gây trò cho mọi người. Nhưng nếu như có nhiều người mà vui vẻ rồi thì anh sẽ là người ngồi lắng nghe mọi người. Hay quá anh ơi. Anh biết lắng nghe và biết chia sẻ. Dạ. Cảm ơn các em. Cả hai đã có được những cái thiện cảm dành cho nhau từ những cái phút đầu tiên mình gặp mặt và trò chuyện. Vậy thì bây giờ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nha. Anh sẽ đếm từ 1 đến 3. Suy nghĩ nha. 1. Hai. Ba. Anh thường hay wow. Rồi có đôi bàn gà, có anh và em ngồi uống trà là nhìn thời gian qua. Tặng hoa. Anh muốn em xỉu đúng không? em có biết là có bài hát là thích tặng hoa hồng và ôm ở phía sau đúng không? Em thích ôm ở phía sau hay là ở phía trước? Phía trước trước. À phía trước à? Còn anh là người ôm thích ôm phía sau nên anh sẽ ôm em phía trước và anh sẽ ôm em và cả phía sau nữa, không bằng cả hai đúng không? Nào đâu biết tương lai, yêu em phải chăng là đùa? Nếu thế giới có nơi anh đang đắm say. Wow, rất là dễ thương. Trời ơi, muốn rối tim ra ngoài quý vị ơi. Em tưởng mày đi về thiệt rồi đó. Thấy ông nhóm đi một bước tôi hết hồn, ai về đâu. Ông nhóm đi để ông lấy đà quay lại. Dễ sợ. Giật mình. Và đây là chàng trai sẽ luôn luôn tạo cho bạn gái của mình những cái điều bất ngờ thú vị. Ở bên cạnh bạn này thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán đâu. Và mong rằng các em sẽ luôn luôn dành cho nhau những cái điều ngọt ngào và tuyệt vời như thế nha. Cảm ơn anh ạ. Còn bây giờ thì chúng ta tiễn cặp đôi này nè. Chúc các em tiếp tục đi trên con đường tình yêu của mình. Mở cửa ra nào. Xin mời hai bạn. Của anh em thì hôm nay đã lựa chọn anh. Anh cũng không hối hận về cái lựa chọn của mình. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Em cũng cảm ơn anh vì anh chọn em. Và em hy vọng mình có thể được đi đâu đó, đi chơi, đi ăn, hiểu nhau nhiều hơn. Anh cũng quan trọng, anh cũng hy vọng điều đó. Thì em sẽ đợi anh. Vui quá luôn. Lần đầu tiên thưa quý vị, trong chương trình Bánh Ghép Tình Yêu có một chàng trai người Việt nên đôi cùng với một cô gái người nước ngoài. Em nghĩ là mỗi cái văn hóa có một cái nét đẹp riêng. Nhiều khi là không có nhiều cái sự so sánh thì mọi người nghĩ là ở nước ngoài là phóng khoáng hơn, ở Việt Nam là khó hơn, thì nó không phải là như vậy. Mà là đến với một người nào đó, mình yêu người đó, mình sẽ thấy được cái nét đẹp văn hóa của chính người đó. Đó là cái điều hết sức là đặc biệt quý vị ạ. Hôm nay rất là vui và hy vọng rằng với những bạn trẻ nào vẫn còn đang cô đơn, hãy tự tin đến với chương trình này để tìm một mảnh ghép cho mình nha. Đến đây thì chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu xin được phép kết thúc. Thưa quý vị, chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Đại Nghĩa Vãi Phương xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả tuần sau. Thần lòng nói anh yêu nhiều lắm và anh
tôi sẽ nói thêm vạn lần nữa. Dù cả thế gian quay lưng về ta, anh cũng sẽ bên em bằng tất cả. Con cảm thấy cái từ nó đó nó không có tôn trọng người yêu của mình. Chỉ vì một cái từ nó mà bạn nói là không tôn trọng người yêu vậy, theo bạn thì cái tính cách của bạn hơi khó quá không? Đi được một hồi thì em thấy là bạn trai đó thì chở bạn gái em vào khách sạn, gọi điện cho gỗ thì vẫn nghe máy, nói anh đợi em ở dưới. Khi bạn gọi bạn gái xuống thì là cái cách xử lý đó hơi bị bồng bột.